mặt hồng nên mình đã rủ hộ chị em mình làm một bánh mì dân tổ siêu to để mà các bạn đã ăn. Còn các bạn không biết các bạn có muốn tham quan văn phòng của mình một tí xíu không? Thì trong lúc các em cắt dưa leo mình xin tham quan một tí xíu ha. Ở để chụp hình các thứ ha. Thì nhìn hơi bừa vậy thôi nhưng mà thực ra là mình thường gọn gàng lắm. Còn bên đây là trà không thể thiếu được là một ly phúc long, một cái sáng để tỉnh táo. Còn bây giờ mình phải ra ngoài cắt hành tây của các em thôi. Không phải để làm cho chị xin đi. Ủa em cắt được bao nhiêu cái mình nó nhiều quá vậy? Là tốn cay quá chị. Bây giờ mình đang chuẩn bị hành tây. Bước này là bước có thể gọi là bước khó khăn nhất vì nó sẽ chảy nước mắt. Còn mấy cái này chỉ có việc bóp xúc xích với lại cắt dưa leo rất là dễ. Thế bữa nay bánh mì dân tổ cũng rất là hot đúng không? Nên hôm nay mình sẽ chiêu đãi mọi người. Và lát nữa mình có mời rất là nhiều khách mời đặc biệt. Còn các bạn cũng biết là ai thì hãy nhớ theo dõi đến Facebook Lắc nha. Đây là cô bé cắt xúc xích. Cô bé này tên là Trân. Cô bé này có sở thích ăn uống khá là giống mình, là thích uống những cái thứ không kheo thì. Còn bên đây là Mai. Mai là cô bé đang cắt dưa leo và cô bé lại thích uống những cái thứ kheo thì. Mọi người đúng mà mọi biết là hôm nay mình mua hết cái đống này như đây là hết tổng cộng bao nhiêu tiền á. Mọi người mà biết chắc mọi người cũng hoảng hồn luôn. Làm bánh mì dân tổ chắc cũng phải tầm 1 triệu á, cỡ đó. Hết hồn không? Giả bộ hết hồn cho mọi người. Bánh mì dân tổ siêu to cho mọi người. Thì những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị á là từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay phải ra chợ đi sớm luôn á nha. Là mình phải bắt buộc là phải có bơ nè. Đầu tiên là bơ nè. Ngoài ra thì mình có mua thêm á 4 trái dưa leo cùng với hành nò để trang trí vô bánh mì. Và nếu các bạn biết á là như đây là bao nhiêu cái xúc xích đây, rất là nhiều ha. Đây là cỡ tầm 18 cái xúc xích á. Và đặc biệt là cái người cắt xúc xích rất là dễ thương luôn. Đố các bạn cắt được cái miếng xúc xích giống vậy luôn nè, hoặc là cái miếng giống vậy nè, mỏng lét nhưng mà rất là có chiều sâu nha, uống cong các thứ. Đây xin giới thiệu cho các bạn người cắt xúc xích từ nãy giờ đang ngồi uống phúc long ở đây đây. Ngoài ra còn có một đĩa hành tây siêu to mình đã cắt không biết sao mình cắt con bé kia bên là chảy nước mắt nữa, trong khi mình không chảy nước mắt không hiểu tại sao. Ngoài ra để cái món này ngon á thì các bạn hãy mua thêm một ít tí xíu khô bò. Khô bò này nhiều hộp như đây nha, mà 70 mấy ngàn á, mình mua cũng không đến nơi luôn á. 70 mấy ngàn có như đây thôi nè, có tầm 70 gram thôi mà 70 mấy ngàn, muốn xỉu luôn á. Ngoài ra thì có thêm trà bông heo, cái này mình lại chọn lại rẻ nhất trong siêu thị á, chứ hết tiền mất đến nơi. Ngoài ra tại vì bánh mì dân tổ bình thường á thì sẽ không có phô mai, nhưng mà tại vì mình thấy là mình mua ở bánh mì to quá mà không có phô mai thì sợ ăn mọi người không thấy ngon á, nên mình có mua thêm một cái phô mai con bò cười hai lớp rất là ok. Và có mua thêm chả giò của cốc mát viết xa trong giò thổ mình. Cái này là giò lụa mà và bạn bà bé và cô bé cắt xúc xích lại đang ngồi cắt xúc xích nữa, các bạn có thấy không? Không hiểu sao nó cắt được cái miếng vậy luôn á. Pizza nha, cái này là pizza đàng hoàng, pizza mini rồi nó lại cắt thành cái miếng vậy nè. Ghê quá. Ngoài ra thì đừng quên là có lạc xưởng nữa trong cái bánh mì dân tổ này. Bây giờ tụi mình sẽ ngồi cắt các thứ ra hết và chuẩn bị một ổ bánh mì. Nếu các bạn biết hôm nay ổ bánh mì của mình chuẩn bị là bao nhiêu cm và mình đảm bảo là nó rất bự luôn, nó bự chắc cỡ như đây nè. Chuẩn bị á thì chắc cũng sẽ bằng được tầm 2 ổ bánh mì bình thường mà người ta bán bên ngoài á. Nên hãy cùng coi là cái ổ bánh mì hôm nay bao nhiêu người săn được hết nha. Còn bây giờ mình bắt ngồi cắt tiếp đây. Bây giờ từ nãy giờ lan man vòng mà chắc các bạn không biết được là cần phải chuẩn bị bao nhiêu thứ đúng không? Đầu tiên là một củ bơ Tường An. Rồi, ngoài ra thì chuẩn bị thêm xúc xích tùy theo số lượng người ăn. Sau đó, hành tây, dưa leo, hành ngò, trà bông, khô bò và đặc biệt là lạc xưởng cũng giống như là chả lụa. Thì bao nhiêu người ăn thì mình chuẩn bị bấy nhiêu người thôi. Và đặc biệt là nếu mà thích ăn chả lụa thì có thể mua thêm nhiều chả lụa và bớt xúc xích lại. Còn nếu mà thích ăn pate thì hãy mua nhiều pate và bớt xúc xích còn lại lại. Cũng cái này cũng tùy theo sở thích. Em làm gì vậy Trốn? Thì bây giờ ổ bánh mì siêu to đã được ship đến đây rồi, mình đợi từ nãy giờ chắc cả tiếng rồi mới được ổ bánh mì. Bây giờ mọi người thấy nó to chắc cũng phải bằng một nửa mình luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ so thôi, coi thử cái ổ bánh mì này tương đương bao nhiêu cái ổ bánh mì bình thường nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
mọi người ở đây có thể ăn hết được cái ổ bánh mì to này không? Và hãy cùng bắt đầu vào giai đoạn chiên nấu nha. Khúc này căng thẳng luôn á, khúc này rất là căng thẳng tại vì nó rất là khó. À trước hết là phải cắt ổ bánh mì này chứ nhờ. Quên mất là phải mua con dao cắt ổ bánh mì nên mình sẽ cắt bằng dao cắt thịt. Nó cũng hơi khó khăn một tí xíu á, hy vọng sẽ cắt được. Này như mổ cắt cá hồi á. Ổ bánh mì thành hai như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vô quá trình xào các thứ, sau đó sẽ chét nhân lên và mời mọi người ăn. Để đầu tiên xào á, đầu tiên là bắt bếp lên ha. Mình deep fry chứ đúng không?
chả nóng một tí xíu, rồi bắt đầu bỏ dầu vào. Nhiệt độ bây giờ là 2200 độ, chắc sẽ nóng nhanh thôi. Tưới luôn được chưa ha? Chắc sắp đổ vào luôn ha. Ở đây chắc gặp nồi chứ không biết gì đâu ha. Chắc khoảng một tí xíu thôi, tại vì lát. Nhưng mà tại vì lát có bơ á, thì bơ sẽ tan chảy ra á, nên mình nghĩ là không có nên đổ quá nhiều dầu, mình chỉ cần đổ một tí xíu dầu để mình xào với lại hành tây ở đây, và lát nó sẽ đổ bơ vào. Vậy là sẽ rất là thơm. Ở đây có ai chưa ăn chưa không? Ở tất cả hình chưa ăn chưa? Mọi người ăn chưa chưa? Nếu mà chưa ăn chưa, clip này sẽ rất là hơi bị hành hạ ba tử á. À, giống như là tất cả mọi người ở đây đang kiểu phải ngồi hành hạ bản thân mình đó. Đợi dầu tí xíu ha. Đổ kèm đi á. Tổng cộng như đây á, chị chuẩn bị là hết bao nhiêu tiền á? Ừ, 200 độ, ok. Ừ, tính luôn bánh mì nha. 700 hả? Mọi người hãy dự đoán, comment bên dưới dự đoán xem là ổ bánh mì này tổng cộng là bao nhiêu tiền nha. Và để ý là nó không dưới 500 ngàn đâu nha. Hết chắc, hết mấy tháng lưu của em luôn á. Hồi nãy mình cũng quên giới thiệu với mọi người là có trứng nữa. Ở đây là mình đã đặt sẵn 12 quả trứng ở đây, và đặc biệt là không có trộn lên nha. Trứng vẫn để nguyên cái lòng đỏ. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ dầu vô. Ở lộn, bỏ hành tây. Không, trong clip là cái này trước. Tao đã coi kỹ rồi đó. Ok, đợi hành tây chín một tí xíu thì mình sẽ bắt đầu bỏ nguyên liệu thứ hai vào là bơ. Thì ra đây là lần đầu tiên mà mình tự nấu ở nhà như vậy. Và sau đó mời các bạn đến ăn, tại vì cũng sợ là sẽ không ăn hết. Mình rất là cảm ơn các bạn đã hy sinh là những người đầu tiên dám thử món mình làm. Rất là cao cả luôn á. Thấy nó hơi chín rồi đó, mình sẽ bắt đầu bỏ bơ vô. Tại vì mình sẽ chia thành hai phần á, do cái chả này sợ không đủ á. Rồi bơ nhìn ốc ấy quá ha. Ồ, cái này bắt đầu tê tái rồi đó, bắt đầu bốc mùi lên. cái mùi mà kinh khủng, cái mùi mà ngon nhất á là mùi bơ. Người ta chảy ra rất là thơm, và đặc biệt là mùi tỏi chiên nữa. Tỏi chiên là khắp cả nhà, thơm lừng luôn. Thơm không, thơm không? Thơm không cả nhà ơi? Rồi, đợi khi nào mà bơ chảy ra hết á, bước tiếp theo thì đố cả nhà biết á là mình sẽ bỏ nguyên liệu gì tiếp theo sau bơ. Ủa sao biết? Sao không biết vậy? Ừ. Cái này gọi là có tìm hiểu trước khi qua ăn. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ trứng nha. Rất là căng thẳng á, là phải bỏ một nửa đống này, nhưng mà mình phải giữ nguyên được lòng trứng, lòng trắng trứng và lòng đỏ của trứng nữa. Căng thẳng á. Thấy không? Giữ còn nguyên nè. Bởi vì tôi nói mà. Trứng này thì mình sẽ làm theo kiểu dạng trứng tráng á, nên mọi người sẽ quậy quậy như thế này, không có làm ốp la nha. Ở đây có ai không ăn được cái gì, bất cứ món gì ở trên đây không? Mọi người. Ừ, ăn được hết rồi đúng không? Thật ra cái món bánh mì dân tổ này á là xuất phát từ Hà Nội. Ngày hôm qua mình có coi clip á, thì là kiểu bánh mì này đặc biệt là bán từ lúc 3 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng. 3 giờ sáng là cái giờ kiểu mọi người đang say giấc nồng á. Ủa ba tê đâu mọi người? Ba tê, thiếu ba tê rồi. Thì lúc bánh mì sẽ được bán. Ba tê mình sẽ cắt một nửa ha. Chẳng ăn ba tê luôn á. Ê, nhìn cũng hấp dẫn lắm ha. Không phải là do chị làm chị khen đâu, nhưng mà nhìn cũng hấp dẫn thiệt chứ bộ. Sao ba tê nó không? Thôi đáng chịu khó đi nha. Ok, một tí xíu. Cái đũa ở đây, yên tâm nhà lâu rồi. Xúc xích. Chị đã mua rất là nhiều xúc xích ở đây. Và lạc sữa. Hay là sữa hơi bự, hơi nhiều đúng không? Ok, ráng ăn cho hết nha. Mọi người nghĩ bánh mì này là từ nãy giờ mình mới làm có một nửa thôi mà nó đã nhiều như thế này rồi á, nhưng mà chắc là vẫn cũng chưa đủ cho so với cái ổ bánh mì to đùng hồi nãy. Sau đó thì sẽ cho thêm một tí xíu kho bò để chuẩn bị ở đây. Rồi một tí xíu chả bông ở đây nữa. Rồi đủ rồi đúng không? Đủ rồi đó. Tiên mình nấu cơm á mà có nhiều người nhìn vậy luôn á. Thì thường em quay cái chiếc phụ này có đứa nào xung phong đi công tí không? Cái chiếc chung mì vô đây lấy gì leo với cái này đúng không? Cái này đồ chua đó, nhưng mà tại vì bánh mì dân tổ Hà Nội á thì thường mình không có thấy ai ăn đồ chua. Cái này bỏ thêm dưa leo cho nó kiểu miền Nam một tí xíu á. Ok, mình sẽ chét một
đầu tiên mình ấy lên. Khá là căng thẳng. Ê, cái này tưởng tượng như là đang cô giáo trong canteen đó. Kiểu đang phát công tác đồ ăn cho các bạn học sinh. Đang ở đợt xào thứ hai. Đợt này mình sẽ rút kinh nghiệm rất là nhiều thứ, đó chính là bỏ nhiều trứng hơn, nên nếm và cho nó kiểu lỏng lỏng một tí xíu như là trong clip từ nãy hôm bữa giờ mình coi á. Ok, sau khi mình như thế này rồi thì mình sẽ bỏ một tí xíu heo ăn trong gia đình Cam Cam là một muỗng. Nhưng mà không biết nếu mình bỏ hai muỗng thì nó có bù được cái phần trứng này để mình không bỏ không ha. Thôi bỏ thêm tí xíu nữa. Anh ơi, sĩ tới. Ok. Ôi, cái này thấy hợp lý hơn rồi đúng không? Đúng là lần thứ hai là cũng tốt hơn lần đầu tiên. Sau khi mà trứng ok một tí rồi á, thôi chắc bỏ thêm tí xíu nữa đi cho chắc ăn. Trộn lên hen. Ừ, thấy cái này giống trong clip hơn á. Sau khi mà ok mà thứ rồi thì mình sẽ bắt đầu bỏ thêm các nguyên liệu khác. Ồ quên, bây giờ mình sẽ đổ hết đồ vô nhân lên, tại vì trứng nó chín thì nó sẽ không có được sờ sờ lại nữa. Không ai sợ kiểu không đủ cho mọi người nên mua hơi lố cái này thiệt. Nếu mà mọi người mà ăn kiểu dạng gia đình đông người thì có thể mua kiểu 1/3 mình mua thôi. Hôm qua mình mua tận 3 chả giò, mười mấy cái xúc xích lận. Ok, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Và chan cái đống này vô trong tấn mì. Giờ sao ta nó nặng quá. Ê, hay là chị cần đứa nào chiếc giùm. Ok, bây giờ thì ở đây á là một ổ mì siêu to và mình tự nhiên là sẽ không ăn hết được rồi đúng không? Mình đã mời rất là nhiều, không nhiều đến đâu, cũng cỡ 8 bạn ở đây để có thể ăn phụ mình. Và đố các bạn biết, đố cả nhà biết xem là mình có tụi mình chín người có thể ăn hết được cỡ bánh mì này không? Mọi người nghĩ sao? Sẽ ăn hết không? Thầy không? Thầy cả nhà. Ok, giờ mình bắt đầu sẽ là quá trình trang trí. Thì đối với bánh mì dân tổ á, bình thường sẽ không có phô mai, nhưng mà tại vì mình thích nên mình mua thôi. Và mình sẽ để lên trên, cũng giống như là có thêm tương kè, tương ớt, cái thứ trang trí và phô mai. Ủa, nhìn hấp dẫn quá ha. Bây giờ mà nó cũng ngon. Thôi là ăn được, chắc cũng cần ngon cũng được. Mình thử coi là mình có thể vẽ đôi bánh mì ra được không. Ấy là kiểu vậy nè. Cứ mong mang camera, anh kêu là vậy mới đúng. Lần sau có quay bánh mì thì phải nhớ chuẩn bị con dao bánh mì nghe chưa. Cũng được mà cũng ra để đôi. Rồi bây giờ mình có biết cà ri mà đúng không? Mình sẽ ăn giống cà ri ha. Nó sẽ bị nát á, ăn không có được mà nó cũng sẽ rơi vãi rất là nhiều. Nên như vậy á, kiểu giống ăn lẩu á, nó sẽ ok hơn nè. Và đó là từ tụi em đi. Nhỏ tuổi á. Ê, ăn nhiệt tình lên nha mấy đứa, đừng ăn ngại ngùng nha. À và yên tâm là nếu như mà ở đây topping hết thì ở ngoài vẫn còn rất là nhiều giò lụa và lạp xưởng. Hay là để chị ấy cho nó đẹp cái cây đó. Rồi đó ăn đi em. Dùng tay có cái bàn tay được không? Ừ đúng rồi, em có bàn tay đó. Bóc đi. Em lấy đũa đi, không biết còn bàn tay mờ cho mọi người trong tay cho lẹ. Ờ bàn tay trong tủ á. Cái này mình sẽ thử nha mọi người, hãy thử và review cậu bánh mì dân tổ này như thế nào. Mọi người ơi. Okay. Rồi. 1, 2, 3, vô.
hả? Nó thiệt á. Ngon không? Thiệt không nhỉ? Thiệt đúng không? Em ngon nè. Ngon nè. Sao mấy ăn với mình? Ăn cái nhân đi trời ơi. Sao có người chơi em ấy? Không, ý là em ăn bánh mì dân tổ rồi, em thấy cái này nó khác với bánh mì dân tổ em ăn như thế nào á. Em thấy là nó hơi khô hơn so với cái em ăn. Chứ nó không có nhiều bò khô. Tại vì cái bò khô là cái nhấn ở trong cái này nhất á. Hơi thiếu cho mình lắm. Em biết tại sao mình thiếu không? Tại nó mắc nhất là em. Thì em có mua nhiều được. Chứ chứ mua vô đây thôi mà 70 mấy ngàn rồi á. Thì mình đã thay thế bằng cái nguyên liệu khác để nó bằng lại. Bây giờ thì tụi mình sẽ xử hết ở bánh mì siêu to khổng lồ này. Nhân lẩu thiệt. Ê mọi người ăn thử đi. Hai đứa vô ăn. Thì bây giờ mình sẽ đóng máy để mọi người có thể cùng ăn được thoải mái. Nếu mà các bạn thích video này hãy nhớ like, share, subscribe và đừng quên comment thêm nhiều món để mình có thể nấu ăn và mời các bạn follow đến nhà nha. Ăn cùng TV nha các bạn. Ăn cùng TV nha mọi người. Ăn cùng TV nha cả nhà. Bye bye. Bye bye mọi người, cùng bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye.